Sữa tự pha bây giờ nó đã lên một cái tầm cao mới rồi mọi người, nhìn có khác gì mấy cái set quà Tết không trời. Set này là trà sữa ủ lạnh 8 vị của Lúa Về nha. Công nhận là mấy cái hộp này nó xinh dã man. Mở nắp ra còn có sticker nữa chứ. Còn hàng cả nắp thiết trông rất là xịn sò. Không biết mọi người có biết trà sữa ủ lạnh không, chứ đây là lần đầu tiên mà mình thử. Đó giờ mình chỉ toàn nghe tới cà phê cold brew mà. Đầu tiên là hòa tan phần bột sữa với lại 600ml nước sôi. Mọi người nhớ kiếm cái ly to một chút nha. Không là mất công phải sang qua sớt lại như mình lắm. Kiểu đổ bột đổ sữa vô thể tích nó tăng á, hồi mình phải còn bỏ đá nữa. Mọi người thả cái túi lọc trà này vô trong phần sữa mình vừa mới pha. Sau đó khuấy cùng một chiều trong vòng 1 phút là được. Được thôi chứ chưa có xong đâu nha. Mình phải đổ 400g đá vô cho nó đè cái túi lọc xuống nữa. Cuối cùng thì nhớ đậy nắp lại, sau đó mang vô trong ngăn mát tủ lạnh, ủ trong đó 24 tiếng đồng hồ. Hồi hộp ghê, không biết ngon không nữa. Nhìn thì nó có vẻ bình thường nhưng mà lúc mở nắp ra một cái là hương thơm ngào ngạt luôn. Uống cũng không hề bị ngọt hoặc là gắt trà. Cái vị của nó kiểu mướt hơn nhiều so với trà sữa pha nóng. Rất là nên thử nha mọi người.